Xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh nhạc tài của mình. Mình tên Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị và tất cả các bạn là về cái ngày tốt và ngày xấu trong cái tháng tư nhuận năm 2020 này. Miền Nam thì mình gọi là tháng tư nhuận, còn miền Bắc thì gọi là tháng tư nhuận. Nhưng tất cả trong sách đều đề là tháng tư nhuận, cho nên chúng ta đọc là tháng tư nhuận nha các bạn. Rồi, thì cái trang này á, là hanhnhattan.net, là cái trang web riêng của tôi, chứ không phải là tôi lên trên mạng mà tôi lấy thông tin về để tôi làm video cho các bạn xem đâu. Mà đây là cái bài mà chính tay tôi biên soạn ra và tôi đăng lên trang web của tôi. Và hôm nay tôi sẽ quay video để cho các bạn thấy là cái cách tìm ngày của tôi như thế nào. Thì trong video này chúng ta sẽ đi tìm ngày tốt trong cái tháng tư nhuận năm 2020, năm Canh Tý này. Giờ bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài nhé. Thì trong cái tháng tư thì nó gồm có hai tiết là tiết lập hạ và tiết tiểu mãn. Nếu mà trong cái tháng tư này mà có một cái ngày nào đó nó không phải là tiết lập hạ và không phải là tiết tiểu mãn thì các bạn nên biết nó là tiết của cái tháng khác. Ví dụ như trong cái tháng tư nhuận này thì nó có là nửa tháng đầu là của tháng tư và nửa tháng sau là của cái tháng năm, mà tháng năm nó thuộc về tiết mang chủng. Mà tháng 5 thì nó thuộc về tiết mang chủng, cho nên á khi nào mà cái ngày nào nó thuộc về tiết mang chủng là tiết của cái tháng 5 nha các bạn. Các bạn nên chú ý nè. Chú ý một, nếu ngày nào trong cái tháng tư nhuận không phải là hai tiết ở trên thì ngày ấy không phải là tiết của tháng tư nhuận. Thì ngày ấy không phải là tiết của cái tháng tư. Rồi chú ý hai, từ ngày 1 tháng tư nhuận cho đến ngày 13 tháng tư nhuận là tiết tiểu mãn, là tiết của cái tháng tư, tức là 13 ngày đầu của tháng tư nhuận là tiết của cái tháng tư. Còn 16 ngày sau, 16 ngày của cái tiết tháng tư nhuận là 16 ngày cuối tháng đó là tiết mang chủng, là tiết của cái tháng năm các bạn. Đó, các bạn nên để ý nha. Thì những ngày nào mà nó nằm trong tiết tháng tư á, thì các bạn nên biết tiết tháng tư là tháng tỵ, cho nên nó sẽ xung người tuổi hợi và nó hại người tuổi dần. Cho nên người tuổi hợi và người tuổi dần á, khi mà làm trong cái tháng tư này á, là phải là về chân. Còn mà những cái ngày nào mà nằm trong tiết tháng năm á, là tức là ngày 14 tháng tư nhuận cho đến ngày 29 tháng tư nhuận là tiết của cái tháng năm nè các bạn. Thì nó lại là tháng ngọ, cho nên nó xung người tuổi Tý và nó hại người tuổi Sửu, cho nên người tuổi Tý và người tuổi Sửu phải về chừng khi dùng cái 16 ngày trong cái tiết tháng năm này. Đó. Còn trong cái tiết tháng tư bởi vì nó là ngày bởi vì nó là tháng tỵ cho nên là nó hợp với người tuổi Dậu, người tuổi Sửu, người tuổi Thân. Và nếu mà ngày nào nằm trong tiết tháng năm á thì nó sẽ hợp với người tuổi Mùi, người tuổi Dần và người tuổi Tuất. Còn đây là video xem ngày hướng dẫn xem, và đây là video xem ngày của tháng tư nhuận năm 2020 là bên kênh Lữ Tài. Trên kênh Lữ Tài đó các bạn. Còn bên đây thì là những video hướng dẫn cho chúng ta mua xe màu gì cho nó hợp nè. Rồi hướng dẫn cho chúng ta là xem biển số xe số mấy cho nó hợp nè, để làm ăn cho nó dễ nè. Còn video dưới đây là xem ngày tốt tháng tư thì nó đã qua rồi. Đó, là chuẩn bị tôi sẽ xóa cái video này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài nữa nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích từng ngày kiết hung trong cái tháng tư nhuận này. Thì các bạn nên để ý là cái trong cái tháng tư nhuận
Này, hôm nay thì nó cũng là mùng 8, mùng 9 rồi, cho nên là chúng ta sẽ không xem những cái ngày đầu tháng tư nhuận. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 11 đi. Tại vì á là các bạn nên để ý cái ngày mùng 8 á. Bây giờ tôi sẽ nói về cái ngày mùng 8 là ngày Quý Dậu trực định, thuộc về thứ bảy hàng tuần, nó nhằm ngày 30 tháng 5 dương lịch. Đó, là ngày dương lịch là ngày 30 tháng 5. Do ngày này nó có tam hiệp, thiên phước, nguyệt giải, dân nhật, yếu an, cho nên ngày này là ngày thứ kiết cho tất cả các việc. Đó. Rồi, tất cả mọi việc dùng vào ngày này đều được tốt, được 5 phần, và ngoại trừ những cái việc là hôn nhân, cưới gả, động thổ, xây dựng, mua xe, dựng cửa là không nên dùng vào ngày này, vì ngày này là nó có sát thương của ngày tam cường. Đó. Thì cái ngày này nó hợp với những tuổi là tuổi thìn, tuổi tỵ, tuổi sửu, và nó kỵ tuổi mão và người tuổi tuất. Thì khung giờ tốt của cái ngày này là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, và từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút, và khung giờ tối đó là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các bạn. Còn cái ngày mùng 9 tháng tư nhuận này á, là ngày sát chủ, chúng ta không nên dùng. Ngày mùng 10 tháng tư nhuận này là ngày trực phá, chúng ta bỏ các bạn. Ngày 11 tháng tư nhuận là ngày Bính Tý, ngày trực nghi, nó thuộc về thứ ba hàng tuần, nó nhằm ngày 2 tháng 6 dương lịch. Nó có kiết tinh là Thiên Mã, Thiên Giải, Cốc Tướng, Thiên Đức Hiệp, Bắc Tương, Thiên Quý. Thì nó đi cùng với kiết tinh đó là hung tinh trùng tan, ương bại, bạch hổ hắc đạo, chí tử, họ cách, hôn vu, địa hỏa, ngũ hư. Tôi sẽ phân tích là cái ngày trùng tan này á, là kỵ trung cắc này các bạn, kỵ trung cắc, rồi ngày ương bại này kỵ động thổ này, rồi cái ngày bạch hổ hắc đạo thì kỵ hôn nhân các bạn, rồi cái ngày kỵ hôn nhân với nhập trạch này các bạn, rồi cái ngày này là ngày chí tử. Ngày chí tử thì nó kỵ những cái việc linh tinh đó. Rồi cái ngày hỏa cách á là ngày kỵ sửa bếp lò, rồi cái ngày hôn vu là ngày kỵ dựng cửa hoặc là xây cắc. À, còn ngày chí tử này nó cũng là kỵ động thổ luôn các bạn, nhưng mà nó kỵ nhẹ lắm, tại vì nó là cái nó không phải là chủ của thần sát, mà nó lại là thần sát yếu, thần sát phụ thôi các bạn. Do ngày địa hỏa, ngày địa hỏa là kỵ động thổ và làm bếp này các bạn, động thổ làm bếp đó là kỵ. Do ngày ngũ hư là kỵ cho tất cả mọi việc, nhưng nó cũng rất là nhẹ các bạn, nếu mà nó có kiết tinh nó cũng có thể giải trừ được cái ngày ngũ hư này đó. Thì cái ngày này nó hợp cho các việc như là tế lễ, cầu phúc, dân sớ, xuất hành, di dời, cơi giường, cắt tóc, giải trừ tai ương, tắm gội, cắt mây, xây dựng, động thổ, đổ dâm đó, là đổ trụ đó các bạn. Đó, thì các bạn nên để ý là những ngày ương bại này, ngày chí tử này, những hai cái ngày này á, tuy là nó kỵ động thổ nhưng mà nó rất là yếu, nó hung tinh nhưng rất yếu, nó có thể bị giải trừ bởi Thiên Đức Hiệp này, rồi Thiên Mã, Cốc Tướng, là nó có thể giải trừ được hai cái hung tinh này, cho nên chúng ta có thể xây dựng động thổ được các bạn, rồi đổ trụ, sửa kho, trồng trọt, chăn nuôi, mua gia súc, nhập trạch. Hồi nãy là nó có cái sao là Hôn Vu là có thể nhập trạch, nhưng mà ngày này nó có Thiên Đức Hiệp cho nên là nó cũng có thể giải trừ được luôn, cho nên ngày này chúng ta vẫn nhập trạch được các bạn. Hôn nhân cưới gả đó, vậy là cái ngày này cực tốt, là nó hợp cho việc hôn nhân và cưới gả luôn các bạn. Ngày này nó kỵ là chữa bệnh, săn bắt cá, xuất hành thuyền, ra khơi đánh bắt, rồi trông cắt thì nó kỵ. Rồi nó hợp cho cái người tuổi sửu, người tuổi thân, người tuổi thìn, và nó kỵ người tuổi ngọ và người tuổi mùi. Khung giờ tốt của cái ngày này là giờ ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, giờ mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút, và giờ tuất là từ 9 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các bạn. Giờ chúng ta tiếp qua cái ngày 12 tháng tư nhuận năm 2020. Ngày này là ngày Đinh Sửu, nó thuộc về trực thành, nghe nó chữ thành là tốt rồi các bạn. Nó là thứ tư hàng tuần, nó nhằm ngày mùng 3 tháng 6 dương lịch. Thì cái ngày này nó có thiên thành, thiên hỷ, tam hiệp cùng che chiếu hú vào, nhưng mà do ngày này á là nó bị sát nhập chung cung, cho nên chỉ dùng được cho các công việc mà không mang tính chất đại trọng.
mà không mang tính chất là quan trọng đó các bạn. Đặc biệt là ngày này nó rất là đại kỵ cho các việc như là động thổ, hôn nhân, xây dựng, xuất giá, nhập trạch, dựng cửa, trồng trọt, bắt cá, đi thuyền, hạ thủy, xuất hành thiền, vân vân. Còn các việc khác đều dùng được ngày này. Thì những cái việc đại sự thì đã ghi trên đây hết rồi, còn những cái việc nhỏ nhặt thì có thể dùng được cái ngày này. Thì cái ngày sát nhập chung cung á, thì nó đa phần nó chỉ xấu cho cái việc động thổ xây nhà và hôn nhân thôi các bạn. Còn các việc khác thì nó không có kỵ đâu, nhưng mà tại vì ngày này nó có nhiều kiết tinh cho nên chúng ta vẫn có thể dùng được. Rồi bởi vì ngày này là ngày Sửu cho nên nó hợp với người tuổi Tý, người tuổi Tỵ, người tuổi Dậu, và nó xung người tuổi Mùi và người tuổi Ngọ. Thì người tuổi Mùi và người tuổi Ngọ không nên dùng vào ngày này. Giờ tốt của cái ngày này á là giờ Tỵ từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút, giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút, và giờ Tức là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các bạn. Giờ chúng ta qua cái ngày 13 tháng Tư nhuận năm 2020, ngày này là ngày Tam Nương cho nên không nên dùng. Ngày 14 tháng Tư nhuận năm 2020, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, cũng không nên dùng. Nguyệt Kỵ là ngày mùng 5, 14, 23 đó các bạn. Ngày 15 tháng 4 nhuận năm 2020, ngày này là ngày sát chủ cho nên chúng ta cũng không nên dùng luôn. Giờ đến ngày 16 tháng 4 nhuận năm 2020, ngày này là ngày Tân Tỵ trực bới, nó thuộc về chủ nhật, nó nhằm ngày 7 tháng 6 dương lịch. Bởi vì ngày này nó có hình sa tử đàn và nhiều kiết tinh cùng chiếu cho nên ngày này rất tốt cho các công việc như là hương công, động thổ, tạo tác, sửa chữa nhà cửa, tu tạo cửa ngõ, tu tạo cửa sổ, động thổ, sửa tạo ao hồ, sửa tạo kho, nhập trạch, hôn nhân và mưu sinh, vân vân. Thì nó là hợp rất là nhiều việc. Và ngày này thì nó kỵ những cái việc như là xuất hành, đắp đơi, sửa phòng đẻ, khơi kênh, đào giếng, dỡ nhà cũ, đón cây, săn bắt bắt cá, xuất hành thuyền, hạ thủy, đào mộ và khai trương. Thì cái ngày này nó hợp cho cái người tuổi Dậu, người tuổi Sửu và người tuổi Thân, và nó kỵ người tuổi Hợi và người tuổi Dần. Và khung giờ tốt của cái ngày này là giờ Ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, và giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút, đến giờ Tức là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các bạn. Giờ chúng ta qua cái ngày 17 tháng Tư nhuận năm 2020. Ngày này là ngày Nhâm Ngọ, ngày này thuộc về trực kiên, ngày này là thứ hai hàng tuần, ngày này nhằm ngày 8 tháng 6 dương lịch. Ngày này chỉ hợp cho việc mai táng, chôn cất, còn các việc khác đều là việc đại hung, không nên dùng ngày này, bởi vì ngày này nó có là thiên địa chuyển sát cho nên chúng ta không nên dùng ngày này. Giờ đến ngày 18 tháng Tư nhuận năm 2020, ngày này là ngày Tam Nương, chúng ta bỏ luôn. Ngày Tam Nương là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27, và những ngày Tam Nương đó là nó mang những cái khí xui xẻo đến cho mình, cho nên chúng ta không nên dùng vào những cái ngày Tam Nương. Rồi cái ngày 19 tháng Tư nhuận năm 2020 đó là ngày sát chủ, chúng ta cũng bỏ luôn, chúng ta không dùng. Đến ngày 20 tháng Tư nhuận năm 2020, ngày này là ngày Ất Dậu, thuộc về là trực bình, nằm ngày thứ năm hàng tuần, nó nhằm ngày 11 tháng 6 dương lịch. Vì ngày này nó có hung tinh là Hồng Sa Sát, Lục Bát Thành, Tử Thần, Trí Tử cho nên rất hung cho các việc mang tính chất đại sự. Vì ngày này chỉ hạ và ngày này chỉ hạ cho các việc như là tắm gội, cắt tóc, lắp đường, sửa tường, lợp mái, làm bếp, mưu sinh và động thổ. Còn tất cả các việc khác đều là đại kỵ các bạn, nhất là Hồng Sa Sát này. Hồng Sa Sát này là nó đại kỵ về cái việc hôn nhân. Lục Bát Thành thì nó cũng là đại kỵ việc hôn nhân. Đó, tử còn Tử Thần là nó cũng kỵ việc hôn nhân. Trí Tử thì nó kỵ động thổ. Cho nên là rất là hung, nhưng mà cái Trí Tử này á này nó cũng yếu cho nên nó có thể khó giải hả. Cho nên ngày này mình cũng có thể động thổ, làm bếp và mưu sinh, còn tất cả các việc khác đều không nên dùng ngày này. Và ngày này là thì nó lại hợp cho cái người tuổi Tỵ, người tuổi Sửu, người tuổi Thìn, và nó sẽ kỵ người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Thì người tuổi Mão và người tuổi Tuất không nên dùng vào ngày này. Giờ tốt của ngày này là giờ Ngọ từ 11 giờ tới 12 giờ 59 phút, giờ Mùi là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút,
và giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Giờ chúng ta qua cái ngày 21 tháng 4 nhuận năm 2020, ngày này là đã bị sát nhập trung cung, cho nên chúng ta là không nên dùng. Rồi ngày 22 tháng 4 nhuận năm 2020, ngày này là ngày Tam Nương, chúng ta cũng không nên dùng. Rồi đến ngày 23 tháng 4 nhuận năm 2020, đó là ngày Nghiệt Kỵ, và lại có là Nghiệt Phá và Thọ Tử, tức là nó là trực phá và nó có thêm là Thọ Tử. Ngày này là ngày Đại Hung, chúng ta bỏ, chúng ta không nên dùng. Đến ngày 24 tháng 4 nhuận năm 2020, ngày này là ngày Kỷ Sửu, nó thuộc về trực nghi, nó là thứ hai hàng tuần, nó nhằm ngày 15 tháng 6 dương lịch. Ngày này thì nó hợp cho các việc như là xây sửa nhà cửa, lập mái, nhập trạch, hạ thủy, xuất hành thuyền, còn lại các công việc khác đều là đại kỵ, không nên dùng. Nó hợp cho cái người tuổi Tý, người tuổi Tỵ, người tuổi Dậu, và nó lại kỵ người tuổi Mùi và người tuổi Ngọ. Vậy là người tuổi Mùi và người tuổi Ngọ không nên dùng vào ngày này. Giờ tốt của cái ngày này là giờ Tỵ từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút, giờ Mùi là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút, và giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các bạn. Giờ chúng ta tiếp tục qua cái ngày 25 tháng 4 nhuận năm 2020. Ngày này là ngày Canh Dần, nó thuộc về trực thành, là quá tốt. Ngày nó trực thành là tốt rồi các bạn. Nó là thứ ba hàng tuần, nó nhằm ngày 16 tháng 6 dương lịch. Thì ngày này nó hợp cho tất cả mọi việc, tức là hợp cho rất là nhiều việc. Nhưng mà nó cũng là có những việc đại kỵ cho cái ngày này, đó là kỵ tế lễ, kỵ di dời, kỵ dệt, kỵ may. Nó chỉ kỵ những cái việc nhỏ nhặt thôi. Rồi ngày này nó hợp cho tuổi Hợi, tuổi Ngọ và tuổi Tuất, và nó kỵ người tuổi Thân và người tuổi Tỵ. Vậy là người tuổi Thân và người tuổi Tỵ không nên dùng vào ngày này. Khung giờ tốt của cái ngày này là giờ Tỵ từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút, giờ Mùi là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục bước qua cái ngày tiếp theo, đó là ngày 26 tháng 4 nhuận năm 2020. Ngày này nó thuộc về thực trực thâu, nó lại có thêm là quản vong, nó là câu giảo hà khôi, cho nên ngày này là ngày đại hung, chúng ta cũng không nên dùng. Ngày 27 tháng 4 nhuận năm 2020, ngày này là ngày Tam Nương, lại có thêm sát chủ, và lại là ngày đại hung, chúng ta cũng không nên dùng. Đến ngày 28 tháng 4 nhuận năm 2020, ngày này là ngày Quý Tỵ, thuộc về trực bới, nó là thứ sáu hàng tuần, nó nhằm ngày 19 tháng 6 dương lịch. Ngày này thì nó hợp cho các việc như là làm bếp, nhập trạch, mua xe, làm chuồng, nuôi gia súc rồi á, rồi dựng cửa, rồi tu tạo cửa ngõ và làm hàng rào, rồi tất cả các việc khác đều không nên dùng vào ngày này. Rồi cái ngày này thì nó hợp với người tuổi Thân, người tuổi Dậu, người tuổi Sửu, và nó kỵ người tuổi Hợi và người tuổi Dần. Rồi khung giờ tốt của cái ngày này là từ giờ Ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút, và giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các bạn. Giờ chúng ta bước qua cái ngày cuối cùng, ngày tốt là cái ngày cuối cùng trong cái tháng 4 năm 2020 này, đó là ngày Giáp Ngọ, thuộc về trực kiên, nó là thứ bảy hàng tuần, nhằm ngày 20 tháng 6 dương lịch. Ngày này chỉ hợp cho các việc như là hôn nhân, cưới gả và làm chuồng, nuôi gia súc, mai táng và chôn cất thôi, còn tất cả các việc khác đều là đại kỵ, không nên dùng vào ngày này. Và ngày này thì nó hợp cho những người tuổi là Mùi, tuổi Dần và tuổi Tuất, thì nó đại kỵ người tuổi Tý và người tuổi Sửu. Vậy là người tuổi Tý và người tuổi Sửu không nên dùng vào ngày 29 tháng 4 nhuận này. Thì cái giờ tốt của cái ngày này là từ 11 giờ tới 12 giờ 59 phút, là giờ Ngọ đó các bạn. Đến giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút, đến giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Rồi, coi như video đến đây cũng đã hết rồi. Hành Nhật Tấn xin được kết thúc video tại đây. Mà tất cả các quý vị, tất cả các anh chị hãy nhớ like và bấm nút đăng ký kênh cho mình, và đừng quên cái trang web này để tất cả các anh chị còn ghé vào để thăm viếng, để xem thử cái trang web này nó hình thành như thế nào, hoặc là các anh chị nào muốn xem ngày giờ tốt thì có thể vào trang web này để xem nha các bạn. Rồi đó, thì những cái video mà trên YouTube tôi cũng đã đăng hết lên trên đây. Biết đâu thì trên kênh YouTube các bạn tìm không ra video nào mà các bạn cần tìm đó, các bạn tìm không ra, nhưng mà
trên các trang web, biết đâu các bạn sẽ tìm ra được những điều các bạn muốn tìm. Cho nên các bạn hãy nhớ cái trang này, đó là hạnhnhậttấn.net, để các bạn vào các bạn nghiên cứu nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn ở những video sau. Hãy nhớ like và bấm nút đăng ký kênh cho mình, để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để mình còn có nhiều tư duy hơn, có nhiều bài giảng hay hơn để cống hiến cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn ở những video sau nhé. Chào.